Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả ông bà và anh chị em. Và ở cùng cha. Xin kính chào tất cả ông bà anh chị em. Tới gần bàn thờ Chúa, lòng con thảnh thơi, bao gồm vui ước mong. Cũng là hành trình từ North Perth lái xe đến trung tâm. Tự nhiên bài hát gì con được là hân hoan tiến vào bình đền thánh rồi, nhưng mà trong hình ảnh
thấy mưa gió bao bão giông bao đêm dài, nhưng mà ông bạn chị em vẫn họp mặt nơi đây trong niềm vui tín thác tín chung, để không chỉ có cầu nguyện với gia đình, tạ ơn Chúa những hồng ân đã đến trong gia đình, cho cộng đoàn, cùng xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn thử thách. Thì hình ảnh trên đường từ nhà dòng đến đây, con cũng nhớ đến hình ảnh những người mưa gió như thế này, thì những ảnh người homeless, những người vô gia cư thì không biết họ sống như thế nào, thì họ sẽ bị ướt hay là bị như thế nào tự nhiên xuất hiện lên. Rồi thứ hai nữa, hãy quy tụ nơi đây ông bà anh chị em. Chúng ta vừa đọc kinh các thánh tử đạo Việt Nam, đức tin truyền thống của ông bà, đức tin truyền thống của các tiền nhân, và chúng ta tiếp tục đức tin đó trong dù những mưa gió, dù những cái thử thách trong cuộc sống, đức tin đó vẫn được thể hiện, đặc biệt qua quy tụ nơi đây trong thánh lễ này. Cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho tất cả người thân chúng ta. Và hôm nay, đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Teresa Nguyễn Thị Hoa Lệ Dỗ. Anh chị Yến Mạnh xin cầu cho linh hồn cho anh Kim và Anna Lệ Dỗ. Và tất cả những ý định của mọi người chúng ta hôm nay, cầu nguyện cho gia đình và cho tất cả những người chúng ta muốn cầu nguyện cho họ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh cả thiên thần, cả thánh. Và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đoái nhìn. Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan. Tất cả đều xảy ra như Chúa muốn. Xin đẩy xa những gì nguy hại và rong ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách Tobia. Xảy ra trong một ngày nọ, Tobia đi chôn xác mệt nhọc. Trở về nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phấn nóng chim én từ tổ rơi xuống trúng mắt ông, khiến ông bị mù. Chúa cho phép ông chịu thử thách như thế, để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như thánh Gióp xưa. Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ giới răn của người. Tuy bị mù lòa, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa. Trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa và tạ ơn người hàng ngày trong đời ông. Và các vua xưa nhạo báng Thánh Gióp thế nào, thì nay bà con họ hàng cũng chê cười đời sống của ông mà rằng: hy vọng của ông ở đâu? Ông làm phúc và chôn xác được ích gì? Nhưng Tobia của trách họ rằng: các ngươi đừng nói vậy, vì chúng ta là con cái các thánh. Chúng ta trông đợi cuộc sống mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ thay đổi lòng tin vào người. Còn bà vợ của ông là Anna, hàng ngày đi dệt vải, hễ kiếm được gì bởi tay mình làm để nuôi thân, bà cũng đem về. Bởi đó, có lần bà nhận được một con dê đem về nhà.
Khi ông chồng nghe tiếng dê be be, liền nói, coi chừng kẻo lỡ phải của ăn trộm đó, hãy dắt đem trả cho chủ nó, vì chúng ta không được phép dùng đến của ăn trộm. Bà vợ ông nổi giận, trả lời rằng, rõ là niềm hy vọng của ông ra vô ích, vì kết quả cuộc bố thí của ông nay đã rõ ràng. Và bà tiếp tục nói những lời như thế mà mạt sát ông. Đó là lời Chúa. Xin kính mời cộng đoàn đọc câu đáp. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng hâm mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước, thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa. Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, cho tới khi nhìn thấy kẻ thù phải hồ ngươi. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. Lòng người công chính vững vàng trông cậy vào Chúa. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia, lời Chúa tồn tại muôn đời. Đó là lời tin mừng đã giao giảng cho anh em. Alleluia. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy người sai mấy người thuộc phái, nhóm biệt phái. Khi ấy người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Herodê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lối người trong lời nói. Họ đến thưa người rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, không vì nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo. Một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesare không? Chúng tôi phải nộp hay là không? Nhưng người biết họ giả hình nên bảo rằng, sao các ông lại thử ta? Hãy đưa ta xem một đồng tiền. Họ đưa cho người một đồng tiền và người hỏi, hình và ký hiệu này là của ai? Họ thưa, của Caesare. Người liền bảo họ, vậy thì của Caesare hãy trả cho Caesare, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Và họ rất đổi kinh ngạc về người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen. Của Caesare hãy trả cho Caesare, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Kính thưa bạn chị em, Caesare ở đây cũng có dịch là Caesar, hay là của Caesar trả cho Caesar, hay là của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Thì tiền tệ là phương tiện để trao đổi và mua bán giữa con người trong đời sống xã hội, để khẳng định quyền làm chủ của mình. Thì mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng, Việt Nam hay Úc cũng vậy. Thì đế quốc Roma có đồng tiền riêng của mình. Đồng tiền này in hình các vị vua của đế quốc. Và Caesar hay là
vì con quên dịch là Caesarea và các hoàng đế, vị vua này Caesarea và các hoàng đế trong đế quốc Roma cho in hình ảnh của mình trên đồng tiền, thì như là một cách để khẳng định địa vị hay là vị trí hay là lãnh thổ của đất nước của họ. Thì tuy nhiên đối với Thiên Chúa thì Chúa là hình ảnh của Ngài qua các mọi loại thọ tạo, hay là nhìn chim trời muôn biển thì thấy hiện diện của Thiên Chúa. Vậy thì hình ảnh của Thiên Chúa có thể thấy qua các muôn loại thọ tạo, đặc biệt nơi mỗi người chúng ta, con người chúng ta. Của Caesar trả về cho Caesar. Caesar, con lặp lại, con lộ cái dịch cái tiếng này. Lúc thì Caesar, Caesarea, Caesar hay là Caesar. Của Caesar thì trả về cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa. Có thể là rất công bằng, chính đáng và phải đạt. Thì ngoài bổn phận phải vâng phục các vua chúa trần gian, Chúa Giê-xu còn nhắc con người, chúng ta phải cũng phải vâng phục lời Thiên Chúa. Thì ngoài nghĩa vụ xây dựng cuộc vương quốc trần thế, thì con người chúng ta cũng phải nhớ và xây dựng nước trời. Có một điều mà cô muốn nhắc mà ông sự vâng lời vua chúa trần gian không phải là một vị vua hay là vị nào, mà loại system, loại hệ thống luật của trần gian, chứ không phải là tôn vinh hay là tuân phục một vị vua cụ thể nào cả. Nói đến điều này thì con muốn nói đến là bản thân con của ông bà anh chị em chúng ta hết sức cẩn thận và hiểu cho đúng việc mà tuân phục các vua chúa trần gian là như thế nào, hay là ở bên Việt Nam gọi là từ hãy sống cho tốt, sống đời đẹp đạo bên đó, nhưng mà cẩn thận bên cái thế giới của bên Việt Nam, người ta gọi thế giới cộng sản, dùng đôi khi dùng những cái loại này để đánh lừa một số người tín hữu. Chính vì vậy mà tuân phục vua chúa trần gian theo lẽ nào thì phải hiểu theo đúng hệ thống pháp luật, đúng phải tuân phục chứ không phải tuân phục rồi mù quáng. Nói đi nói lại thì nói là chúng ta sống chưa trần thế, chúng ta tuân phục các luật lệ, nhưng mà cũng nhớ chúng ta là những người con của Thiên Chúa, cũng phải xây dựng nước Thiên Chúa thế nào. Vậy thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giê-xu đã căn dặn rằng, một đoạn tin mừng khác, ở đoạn khác có nói, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc nó sẽ ghét người này và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này và khinh chủ nọ. Do đó, các con không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Thì trở lại câu hỏi trong bài tin mừng, chúng tôi có phải nộp thuế cho Caesar không? Câu hỏi này rõ ràng, kính thưa bạn, nếu những nhà lãnh đạo tôn giáo xưa họ giả hình này, nếu họ giả hình và nếu họ hỏi đến Chúa Giê-xu với lòng khiêm nhường và chân thành, thì có lẽ Chúa Giê-xu đã có những hành động ứng xử hay trả lời cho họ một cách xứng đáng. Nhưng vì họ giả hình, nhưng vì vậy, họ chỉ đến để gài bẫy, vặn vẹo và tiêu diệt Ngài, nên Chúa Giê-xu đã đặt họ vào vị trí của họ bằng một hành động khôn ngoan, gọi là khôn ngoan thiêng liêng, một cách trả lời ngạc nhiên cho người khác. Thì Ngài không thể hiện diện ủng hộ với việc nộp thuế, Ngài không thể hiện sự ủng hộ đối với việc nộp thuế điều tra dân số, Ngài cũng không lên tiếng phản đối điều đó. Chính vì vậy nói, cái câu là của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa, một sự trả lời rất là khôn ngoan và đến nỗi ngạc nhiên cho những người tra hỏi Ngài. Thì câu trả lời của Giê-xu khiến họ vô cùng ngạc nhiên về người, bởi câu trả lời đúng đắn và khôn ngoan. Ở đây nói đến sự khôn ngoan của Thiên Chúa như cách trả lời. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa làm, phải nói là làm câm lặng sự ngu xuẩn hay là đố kỵ của thời đại, và phơi bày cái ác tâm ẩn giấu đằng sâu sự ác đó, đặc biệt của những người đã hỏi Ngài. Chính vì vậy mà ngôn sứ Isaiah đã kinh nghiệm và khuyên rằng, hãy tìm Chúa khi còn tìm được. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được. Hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình. Và kẻ bất
bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Và Chúa nói, và tiếp tục, vì tư tưởng ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Như trời cao hơn thế gian hay trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng vượt trên tư tưởng của các ngươi thế ấy. Đây là sự khôn ngoan. Chính vì vậy Chúa trả lời cho những người kia, họ gài bẫy, họ chèn ép gài bẫy người, nhưng Chúa dùng một cách khôn ngoan, Chúa Giê-xu dùng cách khôn ngoan trả lời cho họ và khiến họ ngạc nhiên. Chính vì vậy đó là sự khôn ngoan thiêng liêng, sự khôn ngoan từ Thiên Chúa. Thì kính thưa ông bà chị em, chúng ta tìm đến sự khôn ngoan của Thượng Đế như thế nào? Để làm sao có được sự khôn ngoan ấy? Thì chúng ta tìm sự khôn ngoan của Thượng Đế qua việc có thể là cầu nguyện và học hỏi thiêng liêng. Lời cầu nguyện của chúng ta mở rộng tâm trí của chúng ta để đón nhận tiếng nói rõ ràng của Thiên Chúa. Thì đứng nói lên sự thật, thuần túy. Hơn nữa, về việc học hỏi và đào sâu đời sống thiêng liêng, đặc biệt là Kinh Thánh. Những lời dạy của giáo hội hay là cuộc đời của các thánh sẽ làm sáng tỏ tiếng Chúa và giúp chúng ta xua tan sự nhầm lẫn mà thế gian cố ném vào chúng ta hay cố lôi kéo chúng ta theo họ. Những học thuyết, những vấn đề về thế gian, sự khôn ngoan của thế gian cố lôi kéo chúng ta, làm chúng ta quên đi tiếng nói của Thiên Chúa. Thì tất cả những điều đó, kính thưa bà, cầu nguyện, đọc hỏi lời Chúa, học hỏi hạnh các thánh, giáo hội dạy, những điều đó phần nào giúp chúng ta thấy được tiếng Chúa muốn nói gì qua chúng ta, đặc biệt qua đời sống cầu nguyện. Vì thế, nếu chúng ta không đắm chìm tâm trí mình trong sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không được chuẩn bị cho những gì chúng ta gặp phải trong thế gian. Tôi lặp lại điều này. Nếu chúng ta không đắm chìm tâm trí mình trong sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không được chuẩn bị cho những gì chúng ta gặp phải trong thế giới. Sự sa ngã, sự lầm lạc, những học thuyết xa lạ, những điều đó sẽ lôi kéo chúng ta, hay là những hệ lụy đó sẽ tách chúng ta ngày qua ngày, tháng qua tháng, tách xa Thiên Chúa, tách xa Thiên Chúa. Chúng ta gọi lầm lạc. Thì kính thưa ông bà, anh chị em và cộng đoàn thân mến, hôm nay suy gẫm về nhu cầu của mỗi người chúng ta để được tràn đầy sự khôn ngoan thiêng liêng và để vượt qua những mánh khóe hay là sự nông cạn hay là ngạo nghễ của thế giới chúng ta đang sống. Có dùng từ ngạo nghễ, sự khôn ngoan tạm thời, nông cạn của thế có điều đó của thế giới chúng ta sống. Là hơn nữa, với sự khiêm nhường, chúng ta hãy nhìn nhận rằng mỗi người chúng ta không đủ khôn ngoan. Chúng ta không đủ khôn ngoan để tự mình vượt qua sự mê muội của cuộc sống. Chúng ta không đủ khôn ngoan hay là để tranh luận những học với những học thuyết, những điều khôn ngoan mà thế giới challenge, thế giới question, hỏi chúng ta. Đôi khi chúng ta phải khiêm nhường thừa nhận chúng ta không đủ khôn ngoan để trả điều đó. Chính vì vậy, tìm sự khôn ngoan như trả lời của Thiên Chúa, Chúa Giê-xu. Hãy cầu nguyện cho món quà của sự khôn ngoan và cho phép Chúa tự do truyền ban sự khôn ngoan đó cho chúng ta, bởi vì Ngài là nguồn sự khôn ngoan của tất cả sự khôn ngoan và chân thật. Chính vì điều đó, kính thưa bạn chị em, xin ơn khôn ngoan, hiểu biết, biết Chúa và trả lời, sống trong đời sống đức tin của chúng ta. Lạy Chúa, xin mở tâm trí con để sự thánh thiện của Ngài, để con có thể vượt qua những thử thách của cuộc sống. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan của Ngài cho chúng con, để chúng con có thể theo Ngài đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt. Lạy Chúa, con luôn tín thác và tin tưởng nơi Ngài. Amen.
Lạy Chúa, cả trời đất chúc tụng Chúa đã trồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, nhờ bao nhiêu rượu và nước này. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất chúc tụng Chúa đã trồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cho con sạch mọi lỗi lầm, xóa mọi tội lỗi con đã. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng của lễ lên bàn thờ và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng vì chúng con cảm tạ Chúa lại là hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vĩ, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyên nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con lan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Để Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy và Đức Giám mục Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin kính nhớ đến, khi nhớ đến tôi tớ Chúa, những người mà chúng con cầu nguyện trong ngày hôm nay. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, vâng, là Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế đã dạy chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Chúng ta cầu nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đàng sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chính Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình ra mỗi chút đi thôi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Xin ban thánh thần xuống hướng dẫn chúng con, để chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm, hầu đang được vào hương vinh quang thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cảm ơn tất cả cộng đoàn, ông bà anh chị em mưa gió nhưng vẫn đến tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho cộng đoàn, cầu nguyện cho người thân trong tâm hồn. Dù cho tâm hồn mưa gió, giọng tiếng hát, lời ca của các anh chị trong ca đoàn làm cho lòng người ấm áp hơn. Xin cảm ơn tất cả. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
Chúc anh chị em ra về bình an. Tạ ơn Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.